Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cách để biết ai đã cố đăng nhập vào điện thoại của bạn, đã chạm vào điện thoại của bạn khi nhập sai mật khẩu khóa màn hình. Ví dụ khi điện thoại của bạn đang ở chế độ chờ khóa màn hình như thế này. Nếu người đó cầm điện thoại của bạn đăng nhập sai mật khẩu khóa màn hình thì sẽ bị camera trước chụp ảnh và mình sẽ biết người đó đăng nhập là ai. Ví dụ nè, đăng nhập sai mật khẩu. Bây giờ muốn biết người nào đăng nhập sai mật khẩu trên máy của mình thì mình sẽ tích chọn vào đây. Thì ứng dụng nó sẽ sử dụng camera trước để chụp ảnh và mình sẽ biết người đó là ai. Nó hiển thị cả ngày, giờ như thế này, rất cụ thể, rất là chính xác. Để thiết lập điện thoại như vậy thì mình làm như sau. Đầu tiên mình vào Search Play và mình sẽ gõ cái từ khóa là Hidden Intruder Selfie. Tích chọn. Tiếp theo sẽ bấm cài đặt ứng dụng. Đây là biểu tượng ứng dụng này. Bấm cài đặt. Ứng dụng hơn 40 thôi nên việc tải và cài đặt rất là nhanh, ứng dụng rất là nhẹ. Sau khi cài đặt xong, bấm mở. Bấm Next. Bấm cấp phép. Tiếp tục bấm Next. Tích chọn vào ô là tôi đã hiểu nè. Cấp phép thiết bị nè. Kết hoạt ứng dụng. Tiếp tục bấm Next. Bấm Finish. Đây là giao diện chính của ứng dụng. Tiếp theo mình sẽ bấm vào biểu tượng bên gạch bên góc trái nè và mục Setting cài đặt. Ở cái mục là phát hiện hành vi, tích chọn. Trong này nó có hai tùy chọn. Tùy chọn thứ nhất là luôn luôn chụp ảnh từ xướng mọi lúc khi điện thoại mã khóa. Tùy chọn thứ hai là mã khóa thất bại, chụp ảnh từ xướng bất cứ khi nào hay đó không mã khóa được điện thoại. Mặc định nó đang chọn cái mục là mã khóa thất bại nè. Cái này tùy theo các bạn chọn. Ở đây mình sẽ để mặc định. Sau đó bấm trở lại. Mục tiếp theo là số lần sai tối đa nhập sai mật khẩu. Ứng dụng sẽ sử dụng camera trước để chụp ảnh. Mặc định đang chọn số 1 như thế này. Các bạn thiết lập theo ý của mình. Nhập sai mấy lần thì ứng dụng nó sẽ chụp ảnh. Các bạn có thể tùy chọn lên 2, 3 lần, 4 lần như thế này. Hoặc là 1 lần là ứng dụng nó sẽ chụp ảnh. Tùy theo các bạn thiết lập. Mục tiếp theo này là số lần chụp ảnh khi nhập sai mật khẩu này. Mặc định cũng là đang thiết lập 1 như thế này. Các bạn cũng tùy chọn. Ở đây mình sẽ để mặc định là một. Mục thứ tư này là hiển thị ảnh chụp trong bộ sưu tập nếu các bạn bật lên như thế này. Còn nếu các bạn tắt lên như thế này là ảnh chụp chỉ được lưu trên ứng dụng thôi. Mục thông báo này các bạn có thể là tắt thông báo ứng dụng đi. Tiếp tục có mục sơ lưu lên ứng dụng Google Drive này, các bạn để mặc định. Và những thiết lập tiếp theo các bạn cũng để mặc định như thế này. Sau đó bấm trở lại. Như vậy là mình đã thiết lập xong. Ví dụ bây giờ mình sẽ khóa điện thoại mình lại nè. Nếu đó cầm điện thoại của mình, mở khóa, nhập sai mật khẩu. Khi nhập sai mật khẩu khóa màn hình thì sẽ bị ứng dụng sử dụng camera trước chụp ảnh như thế này. Hiển thị ngày giờ rất là cụ thể. Và để gỡ ứng dụng này, mình gỡ theo cách thông thường sẽ không được này. Ví dụ bấm trở về màn hình chính nè. Bấm gỡ nè. Gỡ cài đặt nè. Thì ứng dụng vẫn hiện lại. Hai vào cài đặt nè. Kéo xuống nè. Vào ứng dụng nè. Quản lý ứng dụng. Tiếp theo mình sẽ tích chọn vào ứng dụng nè. Ứng dụng nó sẽ không có một gỡ, hai mục xóa giống như ứng dụng thông thường. Nên mình gỡ theo cách này sẽ không được. Để gỡ thì mình làm như sau. Bấm trở lại nè. Cũng trong phần cài đặt nè, chọn lấy cái mục là bảo mật cá nhân nè, kéo xuống, quyền đặc biệt, tích chọn. Tiếp theo tích chọn vào cái mục là ứng dụng bảo trì thiết bị nè. Hiện tại ứng dụng đang bật như thế này, tích chọn nè. Quy kết quả ứng dụng đi. Tiếp theo bấm lại ứng dụng một lần nữa nè. Bấm gỡ cài đặt ứng dụng nè. Bấm OK. Như vậy là mình đã gỡ ứng dụng khỏi điện thoại này. Còn mình gỡ theo cách thông thường sẽ không được. Ứng dụng đã được gỡ đi nè. Cách thiết lập điện thoại để biết ai đó đang cố đăng nhập vào điện thoại của mình như thế này rất quý trong một số trường hợp. Video của mình đã kết thúc. Xin chào tất cả các bạn.